Hai mọi người, lại là tôi đây. Tối nay chúng ta sẽ ăn món tôm kho tàu mọi người, với thịt nạc mọi người, thịt nạc xào mặn mọi người, nạc gan xào mặn mọi người, với cà tím mọi người, cà tím xào dầu mọi người, cà tím xào dầu hành mọi người, đu đủ mắm mọi người, su đủ mắm mọi người, mắm mắm đủ mắm gan mọi người, ăn kèm có dưa leo mọi người, dưa leo với hành lá mọi người, hành sống mọi người. Nước chấm có nước mắm mặn mọi người, mắm chanh tỏi ớt mọi người, với nước tương mọi người, nước tương chanh ớt mọi người. Tráng miệng có chuối người, chuối chín người, chuối lá sim, chuối sứ chín người, như bánh người, bánh tráng người, bánh phồng sơn đốc người, nước uống có trà đá người, trà tắm người. Đây mọi người, tôm kho tàu người. Thịt nạc xào mặn người, thịt nạc gan người, có mấy cái sụn giòn giòn người. Đu đủ su đủ mắm mọi người, mắm đủ mắm gan mọi người, mắm gan bang mọi người, cà tím mọi người, cà tím xào dầu hành mọi người, cơm mọi người, bánh tráng mọi người, bánh phồng sơn đốc mọi người, chuối mọi người, chuối chín mọi người, chuối lá sim, chuối sứ chín mọi người, chuối sim, chuối sứ mọi người, đi trà đá mọi người, trà tắm mọi người, nước mắm mọi người, mắm mặn mọi người, mắm chanh tỏi ớt, nước tương mọi người, tương chanh ớt mọi người, chân không rồi, chân không đường xương, xào giò rồi, giò giò bóp bóp luôn rồi, bóp giò giò, dưa leo hành lá luôn rồi, chân không như vậy, rồi, muỗng rồi, con dài rồi, dài lâu rồi, dài 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 lâu, dài lâu dài dài. Đũa rồi, đũa xô le rồi, chiếc ngắn chiếc dài rồi. Gọi mà ốc gió đi mọi người. Đây trời mát mát mọi người, mà ốc gió rồi. Rồi, mời mọi người ăn cơm, cơm mọi người. Cơm thôi. Tôm kho tàu nó ngon rồi. Mà hàng đúng lòng luôn. Cài thảo đúng thấm mà ăn đúng ngon. Đây ăn chú nè, nay được sống vô sống kèm hết nè, cho nên ăn cơm với chú nè. Chuối dính mũ không à. Tô mắm đúng giòn mà. Ngon. Có ớt hay cay mà.
giờ này hơi đói mà. Cái này đói không bình thường mà. Lạc cũng ngon mà. Đây sơm hai lỗ mà. Túi vừa ăn mà. Ngon. Túi hai bữa nó vừa ăn mà. Đúng là cà rào ngon mà, ngon đúng không? Nó thấm đúng không? Ừ. Thịt này kho theo kiểu miền Bắc mà, kho mặn thế. Cái giỏ dần đây ăn hết hai cái nạc nè, nơi cũng hai ba bữa mà. Ăn có hết mà. Cái đầu hành mà, đầu hành hay cấp hành mà. Nay sao hoàng có bốn mà. Nên cơm nó cũng hơi chảy xíu mà. Chú dính mỏng hơi chát xíu mà. Nhà có cái mềm mà, có cái á. Đậu ăn tới miệng chết ngoài mà. Kiểu ăn mà không kẹp cái bao tử mà.
cắn cái luôn rồi, còn miếng dằn cái dẻ mà để dẻ nó bay mà bay dẻ gió bay dẻ. Cà ngon mà, thơm mà. Nó có mùi cháy cháy lắm rồi, cháy cạnh á. Thường ta cũng có mấy món kiểu áp chảo làm cho nó cháy cháy lắm rồi, ăn ngon rồi, thơm. Cái mùi giống như cà nướng mà, cái mùi vậy. Ngon luôn rồi. Tôm da mà, cái da mềm mềm. Vỏ nó mềm luôn à. Nhai luôn vỏ được rồi. Tôm thì giống như tôm lột luôn à. Giống như khô lột luôn rồi. Rất ngon mà. Nước chân cơm ăn cũng ngon. Ngày nào mấy món kho này làm đợt này làm hai cái miền Bắc luôn rồi. Tại cái khẩu vị nó phần vị mặn rồi, nó nghi như vị mặn nhiều hơn rồi. Ăn rất ngon rồi. Dạ. Nó cảm giác đói rồi. Chu đủ mắm là cái ngon rồi. Nhưng mà tối không dám ăn nhiều rồi. Mấy món mắm mà sợ ăn nhiều nó ấy mà. Ăn nó chậm tiêu luôn. Xoài nó có cái vị thơm rồi. Khá mùi bình thường. Không biết có giống rồi sao vậy không rồi. Sao lâu không ai sao vậy cho nên tôi không nhớ mùi nó lắm rồi. Chỉ là biết nó khác với cái mùi xoài không. Xoài ở nhà nấu đó giờ mà nếp dẻo dai ngon mà. Cộng cái mà chà thơm luôn à. Đây có xoài chè luôn à. Thường xoài noi đề tháng có xoài chè luôn à. Không biết là xoài noi hay đề tháng luôn. Này cảm giác đói mà ăn được cả thế giới luôn á người. Cảm giác vậy luôn. Công gắn rồi. Còn muốn ăn nữa mà, kiểu bụng đó còn muốn ăn nữa mà. Nhưng cảm giác cái ăn này nhiều vừa đủ mà. Nếu mà tối có đói ăn thêm mà, kiểu giống như cải nó mà. Chia ra nhà làm nhiều đạp mà.
nhiều khi cảm giác nó đói vậy mà, nhưng mà cảm giác hồi nó là giống như nó đủ chuẩn, nó kiểu giống như bây giờ giống như cảm giác nó thèm ăn luôn à, kiểu vậy. Nhưng mà nhiều khi mình không muốn canh lượng lượng ấy luôn à, ăn quá cái thành nó căng lo căng luôn à. Tại vì bình thường mình cũng ăn nhiêu cơm nhiêu đồ ăn mà, nay mà ăn nhiêu mà nó vẫn cảm giác cái đói mà, nhiều khi nó ấy mà, cho nên canh cái chữ nó lượng nó vừa thôi, tối thì có đói thì ăn thêm mà, không nhất thiết ăn để ăn nhiều quá no căng tức bụng mà. Mặc dù vẫn còn thèm ăn mà, nhưng mà cãi lắm mà, ăn nhiều rồi thấy cảm thấy đủ mà, món nào cũng ăn hết ăn rồi. Với cái lượng thức ăn của mình ăn hàng ngày cũng canh có nhiêu là vừa đủ mà, nó hàng cày nó rồi. Rồi cái tôm kho tàu rồi, tôm dai ngon rồi, này tôm lọc, tôm tôm lọc hay gì không rồi, kiểu cái vỏ đó nó ăn vỏ được rồi, nó dai dai mềm mềm rồi, không thì lọc vỏ ra ăn cũng được rồi. Tôm nó dai ngon rồi, tôm mà nó dai là ăn là ngon rồi, tôm mà nó bị bở rồi là ăn nó kiểu nó ấy rồi. À, tôm nó đã cũ rồi ăn nó ấy. À, tôm ngon giang rồi vậy ngon. À, cái tôm kho tàu rồi ăn vẫn ngon rồi. Rồi cái thịt nạc sò mặn rồi, nạc gan sò mặn. Nào có gan có mỡ thì nó dai dai mềm mềm rồi, giòn giòn rồi, có xương sụn rồi. Còn không thì ăn nó hơi dai xíu rồi. Rồi nay mới muốn kho thì kho theo kiểu khẩu vị miền Bắc luôn rồi, cho nên cái vị mặn nó chiếm chủ đạo mà, kiểu nó nghe gì vị mặn hơi nhiều xíu, nó ít vị ngọt, nó ít hơn rồi, cho nên ăn cũng được, ăn ngon, cơm vẫn ngon rồi, nhưng mà kiểu 9-10 vậy thôi rồi. Dạ, cơm ngon. Đu đủ mắm, xô đủ mắm rồi, mắm gan bang luôn rồi, mắm dưa gan luôn rồi, ăn giòn ngon rồi, nhưng mà tối không nên ăn nhiều rồi. Nói chung là mấy món mắm, mấy món như xôi giò, mấy món nếp nè, cho mọi người mấy món chậm tay quá, tốt nhất tối ăn ít hơn rồi, đừng nên ăn nhiều quá, ăn lấy vậy ăn cho biết vậy thôi rồi. Chứ ăn nhiều quá nhiều khi nó chậm tiêu, nó bị ngăn ngực được kia ấy đúng rồi. Rồi cái cà xào dầu, cà xào dầu hành ăn ngon rồi, nó xào nó thấm ăn ngon rồi, như cảm giác nó cháy cháy cạnh luôn rồi. Cà mà xào giống như kiểu người ta áp chảo rồi ấy, nó kiểu nó cháy á, ăn nó thơm rồi, ngon. Rồi cơm ngon. À, cái dưa leo hành lá ăn nó dùng dầu rồi. Hành sống ai ăn được thì cảm thấy giác nó mùi nó nồng nồng dùng dầu ngon rồi, à, không được thì thấy nó mùi nó nồng rồi, nó hơi ấy xíu thì hơi hành xíu rồi. Rồi cà chấm nước mắm nước tương tùy người, tùy khẩu vị mọi người. Rồi chuối là chuối ăn mời mời mốt 2-3 bữa gì nữa ăn vừa rồi. Giờ còn hơi muỗng rồi, muỗng còn dính tay rồi. Rồi cái bánh tráng bánh phồng Sơn Đốc này ăn giòn ngon rồi. Rồi trà tắm thì uống ngon thơm rồi, trà tắm đợt này nói chung là uống ok không rồi, chứ cái đợt trà tắm trước á, mấy loại mà trà tắm nhẹ không rồi, uống thấy nó ngon hơn, có hậu chát nó ấy hơn, còn loại này thấy đợi cũng nhiều không rồi, uống cũng được không rồi, cũng ok thôi. Để tối nay chăm nhiều nhiều xíu rồi, để thử coi sao có hồng chát có ấy thêm không rồi. Rồi cơm ngon rồi, cơm ngon. Chào tạm biệt mọi người nhé, chúc mọi người có một bữa tối thật là ngon miệng và cũng đêm thật là vui vẻ, giờ sẽ được phúc nhiều. Bye mọi người.